Hello anh em nhé. Hôm nay shop Dương Tài xin giới thiệu với anh em một sản phẩm mới, đó là lồng bẫy sóc. Lồng bẫy sóc bên mình là lồng bẫy sóc, là lồng chuyên để bẫy sóc bông. Lồng bẫy sóc rất là dài nha anh em. Đó, em coi mình gang tay này, dài hoàng luôn, 25 cm. Nên anh em bẫy sóc không sợ sóc bông, không sợ bị kẹt đuôi nhá. Bên mình sản xuất thì lưới thì gia công bằng thủ công hết. Hàng này hàng gia công bằng thủ công chứ không phải là hàng chợ. Nên là anh em tin tưởng vào cái độ bền rất là cao và độ nhạy rất là chuẩn, nên anh em tin tưởng mua rất nhiều. Hôm nay mình có giao 50 lồng nè. Sáng sớm nó có khách đặt 50 lồng cho khách alo cho bên mình, sáng sớm là đặt 50 lồng này. Mình giờ mình đang đóng hàng cho đi này. Giờ mới có 6 giờ sáng. Mình đang đóng hàng cho đi cho khách. Đó, 50 lồng. Đây, mình đang đóng cho hàng cho khách. Thì mình tiện đây mình quay cái video cho anh em coi. Đây, lò xo thì anh em nhìn lấy lò xo là biết. Rất là đẹp mà rất là căng. Thế mình có khóa Hà Nội này, bên mình có làm cái khóa Hà Nội này. Đó, cái khóa này. Quay gần cho anh em coi. Đó, mở ra, lò xo rất là căng. Lẫy rất là dễ gài. Chỉ cần gài một lẫy vào đây. Gài một lẫy vào đây. Gài xỏ cái này qua đây. Còn bên dưới mình quặc vô đây. Là ở bên dưới nó là cái bàn sập. Cái bàn sập chỉ cần con sóc đi vô. Mình gài để mình đặt xuống đất, mình gài dễ cho anh em dễ nhìn. Đây này anh em chỉ cần gài một cái móc này qua đây. Ở bên dưới mình gài vào cái bàn sập ở dưới này. Cái bàn sập này chỉ cần con sóc nó đi vô, mình để miếng mồi ở bên trong này. Để miếng mồi trong này thì nó đi vô từ cửa đi vô. Thì nếu con chỉ đi, nó chưa kịp ăn cái mồi thì nó đã bị sập rồi. Đó. Chưa kịp ăn cái mồi nó đã bị sập rồi. Sập xong cái khóa nó cài vào luôn này. Quay rõ gần mà cho anh em coi. Này, không bỏ được luôn. Cứ ngắt. Nên là lồng này rất là dài. Mình làm dài thì vừa tầm con sóc bông. Lồng này mắt, lỗ mắt lưới 2 phân. Lỗ mắt lưới 2 phân nên đánh sóc bông rất là nhạy. Sóc bông thường thường đánh mấy cái lồng ngoài chợ là lỗ nó bé thì sẽ ít, sẽ vô ít, sẽ ít vô hơn cái sóc à, cái lồng này. Nên thợ, nhiều thợ là sẽ đặt bên mình là làm cái lồng như thế này, lỗ mắt nó to mà lưới nó cứng, nó bền, nó chắc chắn, nó rất là cứng ngắc luôn. Đánh nhiều khi được cả chồn cây cũng vô được. Chồn cây vô vẫn bắt bình thường. Còn anh em thì mua hàng thì cứ liên hệ theo số điện thoại mình để ở dưới đó, góc trái màn hình nhá. Anh em mua hàng thì liên hệ số điện thoại đó thì sẽ có nhân viên tư vấn. Anh em đánh sóc thì dễ dàng thôi, chỉ cần miếng mít thôi. Để miếng mít chín vô trong giỏ xíu dầu chuối vô là đánh được rồi. Dễ ợt mà. Nhưng chẳng qua phải có cái chiếc lồng ngon. Sóc thì dễ đánh, nhưng quan trọng phải có chiếc lồng ngon. Còn lồng bình thường ở ngoài chợ bán thì đánh, anh em kêu đánh hay bị kẹt đuôi. Đó, kẹt đuôi nên là nhiều anh em thợ đánh quen rồi đặt toàn cái lồng này bên mình không. Sáng nay mới sáng sớm dậy sớm là có thợ gọi đặt 50 lồng rồi. Đặt thêm 50 lồng, bữa trước lấy 30 lồng rồi. Nên lấy thêm 50 lồng để đánh. Tại vì thấy lồng nhạy quá. Anh em lên mua hàng thì liên hệ bên mình nhé. Thôi chào tất cả anh em, cảm ơn anh em đã xem video nhé.